Mỹ Thuật Laptop xin kính chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ thay màn hình và thay cả bàn phím luôn cho chiếc Acer 15 inch. Chiếc máy này là cũng khá là cũ rồi nha, và nó đang sử dụng màn hình 15.6 inch LED dày 40 pin. Màn hình tình trạng là bị sọc hư rồi, và phím thì mất nút cũng hư luôn. Mình thay phím mới và màn hình mới nha. Trong quá trình thay mình phát hiện một cái lỗi cơ bản của các bạn là gãy bản lề. Ở cái máy này là chúng ta bị gãy bản lề phía màn hình nha. Đây, ốc bản lề như thế này nè. Nhờ cái bản lề này mà cụm màn hình của các bạn sẽ được giữ lại qua một thanh thép để cố định cái màn hình, giúp cho cái màn hình nó ổn định, cũng như là xoay gạch của cụm màn hình nó bền mà nó tốt hơn. Trong quá trình chúng ta sử dụng năm này qua năm kia, do thao tác của ngoại lực và do cách của người sử dụng không đúng cách, các bạn sẽ bị gãy cái lớp này, là cái chuyện rất là bình thường nha. Và ở cái máy này dường như là nó gãy nát hết toàn bộ, không còn một cái con ốc bản lề nào ở phía cụm màn hình trên cả. Thì ví dụ mình chỉ thay màn hình thôi thì mình sẽ ráp lại rất là nhanh rồi, nhưng mà mình sẽ làm luôn cái phần bản lề này nha để cho nó an toàn cái màn hình của mình thay. Vì nếu mà mình không làm bản lề á, mình ráp lại theo cái kiểu là thì nó sẽ rất là mau bể màn hình do tác động của ngoại lực không đều nha. Đây, cái này là do mình nhận máy sau đó mình mới phát hiện là gãy bản lề, chứ trước đó thì mình chỉ nghĩ là nó gãy một hai con nhỏ thôi, do mình có cầm nắm cái bản lề lên một lần á. Đây, mình sẽ làm lại. Thì những bạn nào mà chúng ta gặp cái tình trạng tương tự á, thì các bạn có khả năng là bị gãy bản lề phía cụm màn, hoặc là gãy bản lề phía chân ốc phía dưới mặt đê nha. Những trường hợp này thì chúng ta đều có thể làm lại bản lề một cách dễ dàng được. Thì cái bản lề của chúng ta nó sẽ chắc chắn hơn sau khi quá trình làm. Những bạn nào mà cái máy bị sụt sịt á phía cụm màn hình khi bật lên bật xuống á, các bạn thấy khó chịu thì có thể mang qua bên mình sẽ hỗ trợ làm lại bản lề cho các bạn nha. Đây, video clip này là do tiện tay mình thay phím chứ thay màn mình sẽ làm luôn bằng bản lề nha. Mình sẵn tiện mình cũng nói luôn, những bạn nào mà chúng ta bị màn phím hư, mất nút, hoặc là phím chạm, gõ không ăn, thì sau thời gian các bạn cần nên thay phím để cho cái quá trình chúng ta gõ văn bản nó sẽ mượt mà và dễ dàng hơn nha. Về phần màn hình cũng thế, màn hình thì do cái tầm nhìn đó thì chúng ta sẽ phát hiện ra màn hình nó sẽ có những cái lỗi sọc đen hay là những cái lỗi khác về phía cụm màn hình. Thì những cái phần này gọi là vẫn những cái phần mà thay thế linh kiện của laptop á, những bạn nào gặp phải thì có thể mang qua bên mình để được hỗ trợ nha. Màn hình và bàn phím thì mình sẽ hỗ trợ bảo hành cho các bạn là 6 tháng phần cứng lắp ráp miễn phí nha. Báo giá đã bao gồm công lắp ráp miễn phí cho các bạn luôn. Thay thì màn hình nó sẽ nhanh hơn. Đối với chiếc màn hình như thế này bên mình thay khoảng 30 phút nha. Đối với bàn phím, nếu bàn phím đơn giản thì cũng tầm 30 phút. Đối với bàn phím mà phím phức tạp thì các bạn cần phải gửi máy lại nha. Và bên mình sẽ cố gắng trả máy nhanh nhất, có thể là trong ngày để các bạn có đủ thời gian chúng ta làm việc. Đấy, những bạn nào mà chúng ta gặp phải tình trạng này thì inbox cho bên mình để được hỗ trợ nha. Cảm ơn các bạn đã xem qua video này.